Bây giờ
Trước khoảnh khắc của toàn thể quý vị và anh em đồng nghiệp trong công ty, xin mời cô dâu chú rể đến với một nghi lễ quan trọng nhất, anh dành anh em một cái hôn nồng cháy. Hôm nay, tôi xin phép các con dặn nha, các con dặn nha, đến từ 1 đến 3. 1, 2, 3. Bây giờ sau tiết mục này thì Thành nhận ra một điều thưa quý vị là muốn lấy được vợ sớm thì phải trở thành best seller của Hưng Long lên. Một chào tay. Đây còn gặp em người chị Thỏ lên. Đây nếu mà đây gọi là diễn viên đa năng nhất của công ty chúng ta. Đó. Không biết là có phải là nhập vai là Thỏ hay là mồm nó vậy. Tôi em thấy chị nhảy là mà chị có thể làm lại mặt tâm đấy thì anh quay phim và anh xung lại lưu giữ lại phải các tiền vật. Cái lúc mà chị đang mà người khác lấy được chồng mà chị mừng như chị lấy được. À và đó rồi xin mời đọc thử lại một lần nào. Một lần cái mặt đã đứng rồi nào. Việc 1, 2, 3. Đây là đúng tư thế đang trả rốt rồi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.